Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Santos Một mẫu xe gầm cao cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam Và form anh em đang xem đây là form mới cũng vừa mới được ra mắt cách đây 2 3 tháng Hiện tại chính sách bán hàng của Kia Santos tại thời điểm những ngày cuối tháng năm vẫn ổn định Không có gì thay đổi Trong video này em sẽ cập nhật lại cho anh em chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Santos Để những anh em nào mới tham khảo dòng xe này Cũng như là những anh em mới theo dõi kênh xe Việt anh em xem video để anh em nắm được. Còn anh em nào thường xuyên theo dõi kênh Xe Việt và những anh em thường xuyên theo dõi biến động giá cả của mẫu xe Kia Sorento thì anh em bỏ qua, đỡ mất thời gian của anh em. Mẫu xe Kia Sorento có tổng cộng là 4 phiên bản để anh em lựa chọn, cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Kia Sorento bản 105 5 AT tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Kia Sorento 1.5 AT Luxury. Phiên bản thứ ba đó là Kia Seltos bản 1.5 AT Premium và phiên bản thứ tư đó là chiếc Seltos bản 1.5 Turbo. Trên thị trường, Kia Seltos cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Hyundai Creta cùng với các mẫu xe khác như là chiếc Honda HR-V, Mitsubishi Xpert, Mazda CX-30, Peugeot 2008, Toyota Yaris Cross và một số những mẫu xe khác. Trong thời gian tới, nếu có chính sách hỗ trợ thuế thì Kia Seltos cùng với Hyundai Creta là hai mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam sẽ được giảm thuế như vậy anh em đăng ký xe tốt tại thời điểm được hỗ trợ thuế thì anh em sẽ tiết kiệm được một khoản tương đương khoảng trên dưới 40 triệu tùy từng phiên bản và từng địa phương trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật chính sách bán hàng của từng phiên bản kia tốt và em sẽ tính giá xe ra biển số loan bánh tại các địa phương khi mà anh em được hỗ trợ thuế em sẽ tính trước cho anh em để anh em tham khảo và cân đối tài chính <laughs> phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia tốt bản 1.5 AT tiêu chuẩn Tại thời điểm những ngày cuối tháng 5, giá bán vẫn ổn định và giá bán theo công bố của nhà máy là 599 triệu. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bên em vẫn sẽ có cơ chế hỗ trợ giảm thêm tiền, tiền mặt cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình ạ. Căn cứ từ giá bán 599 triệu, giá xe ra biển số Lan bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em khi mà anh em được hỗ trợ thuế, có nghĩa là em sẽ tính trước khi mà anh em được hỗ trợ thuế để anh em nắm được. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội khi anh em được hỗ trợ thuế thì giá xe ra biển số đăng bánh sẽ là 657 triệu. Các tỉnh áp 12% sẽ là 637 triệu. Các tỉnh áp 10% sẽ là 631 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 651 triệu. Giá xe ra biển số đăng bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Centos 1.5 AT tiêu chuẩn khi mà anh em được hỗ trợ thuế thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị rất là thấp cụ thể như sau anh em ở hà nội thì cần phải chuẩn bị khoảng 147 triệu các tỉnh áp 12% là 128 triệu các tỉnh áp 10% là 122 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 141 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ vì trả có bắt buộc và năm đầu tiên trị giá là khoảng 7,1 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Mức vay ngân hàng này sẽ không thay đổi và không ảnh hưởng bởi chính sách hỗ trợ thuế. Vì bản chất ngân hàng cho anh em vay 85% giá trị xe tính theo giá xe ban đầu, còn tiền hỗ trợ thuế là tiền anh em phải nộp cho nhà nước. Nên anh em nào mua trả góp thì số tiền vay sẽ không bị ảnh hưởng. Với số tiền vay 509 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,3 triệu, trong đó gốc chia đều là 5,3 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng khi mà anh em được hỗ trợ thuế đó là chiếc kia sẽ tốt một at bản luxury giá bán theo công bố của nhà máy tại thời điểm này vẫn ổn định và không có gì thay đổi so với thời điểm đầu tháng năm cụ thể giá bán là 679 triệu anh em nào mua xe đăng ký biển hà nội và thành phố hồ chí minh bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động giảm thêm tiền mặt cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với giá bán 679 triệu giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 741 triệu, các tỉnh áp 12% là 722 triệu, các tỉnh áp 10% là 715 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 735 triệu. Giá xe ra biển số lan bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Kia Santos 1.5 AT Luxury trong thời điểm mà anh em được hỗ trợ thuế thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 164 triệu các tỉnh áp 12% là 145 triệu các tỉnh áp 10% là 138 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 157 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên trị giá là 8,1 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 577 triệu Trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,4 triệu Trong đó thì gốc chia đều là 6 triệu Cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu Dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> Phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Centos 1.5 AT Premium Giá bán theo công bố của nhà máy tại thời điểm những ngày cuối tháng 5 vẫn đang ổn định so với thời điểm đầu tháng Cụ thể giá bán là 749 triệu anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho anh em. Căn cứ từ giá bán 749 triệu, trong trường hợp anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ thì giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính trước cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 815 triệu, các tỉnh áp 12% thuế là 795 triệu, các tỉnh áp 10% là 788 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 808 triệu. Giá xe ra biển số là bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem lại trên màn giúp em và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất khi mà anh em được hỗ trợ thuế như sau anh em ở hà nội thì cần phải chuẩn bị 178 triệu các tỉnh áp 12% là 159 triệu các tỉnh áp 10% là 151 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 171 triệu ngoài ra thì anh em vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ và năm đầu tiên trị giá là 8,9 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 636 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,4 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 6,6 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3,8 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ tư em cập nhật giá bán cho anh em đó là chiếc Kia Santos bản 1.5 GT Line phiên bản Turbo. Giá bán theo công bố của nhà máy là 799 triệu. Ngoài ra thì còn có một phiên bản nữa có giá bán là 839 triệu thực sự với giá bán này đang rất là cao so với các loại xe trong phân khúc gầm cao cỡ B. Anh em nào thực sự có nhu cầu quan tâm đến hai phiên bản này thì liên hệ với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Nhân viên bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho anh em. Còn trong video em xin phép không cập nhật giá xe ra biển số cũng như là những thông tin trả góp của hai phiên bản này anh em thông cảm. <laughs> như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Santos thời điểm cuối tháng 5 hy vọng những thông tin em vừa chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em